Đây, cây này tổng chiều cao là từ ở dưới mặt đất lên là đây là số 100, lên tới hết cái đọt là 105 nha anh. Là 105 cm. Rồi, xong bây giờ em không có thước dây mềm, bây giờ em đo cái cọng dây này. Rồi em đo lại. Cái góc này bị quái. Cái này phải che. Ôi lộn, cái góc này đây nè. Cái góc này nó bị quái gì vậy, sao đo? Cái đo làm sao? Giờ nó bị quá gì nè. Cái góc này là nó làm đứa là gì anh quấn cái cùi này đi. Rồi xong rồi đo cái thốt thân trên. Cái cùi này là 6. Cái dưới cái quái này. Cái quái này. Cái cùi ở dưới là như cái quái này là nó tới mười mấy lần. 13. Rồi cái thân trên đó là thân ở trên. Cái thân là 6. 6 rồi 13 6. Để năm. Cái này là không biết đường đo luôn nha anh. 13 6 105. Ok, thông số đó. Em cái đoạn nào nghe cái nó tốt. Nè, nếu như